Zen là thiền, Om là linh thiêng, ngũ hành là thuận khí, ấy là khu nghỉ dưỡng thiền. Zen Om ngũ hành như vị thiền sư trầm mặc tọa thiền trong đại ngàn thông gieo, trong khu vườn thiền tỏa bóng, một không gian của bình an, trí tuệ, xứ thơ và cõi đẹp. Một trong những biệt thự theo phong cách ngũ hành, sáng thức dậy bởi tiếng gà tre gọi bình minh, đêm đêm ngủ trong tiếng suối, ngồi thiền nghe hơi thở của mình hòa trong tiếng cá quẫy, trong nhịp thác đổ rì rào. Tọa lạc tại Sóc Sơn, cách sân golf Hà Nội Golf Club 4 km, là sân golf đầu tiên do người Nhật thiết kế tại Việt Nam, cách sân bay Nội Bài 15 km. Zen Om ngũ hành với những biệt thự kiểu Việt Nhật, nội thất tối giản, trang bị tiện nghi, hiện đại sẽ mang đến cho quý khách một cảm giác như trong chính ngôi nhà của mình. Có phòng tắm riêng với đồ vệ sinh cá nhân miễn phí, có ban công ngồi thiền ngắm nhìn ra cảnh đèo đá bạc trong mây, hồ Đồng Đò được dát vàng bởi ánh trăng đại ngàn. Khu nghỉ nằm trong vườn thuốc nam, xả, tía tô, kinh giới. Bạn có thể tắm thuốc nam, ăn rau sạch trồng trên núi, lễ bái nơi đại điện. Bạn cũng có thể tận hưởng ẩm thực Việt nơi nhà hàng Anh Lạc, được kết nối với vườn đào với những món ăn truyền thống theo phong cách lối sống khỏe. Uống nước lá thuốc nam, sữa hạt được chế biến trong nguồn nước từ mỏm đá ngầm giàu chất khoáng. Từ Hà Nội chạy xe 40 km theo đại lộ Võ Nguyên Giáp qua sân bay Nội Bài, bạn sẽ tránh xa được nơi khói bụi ồn ào phố thị. Khu thiền dưỡng này là chốn dừng chân yêu thích của rất nhiều du khách mỗi lần ghé thăm Sóc Sơn, Hà Nội. Không đơn thuần là một khu thiền dưỡng, Zen Om ngũ hành mang trong mình giá trị lịch sử về một Sóc Sơn thuở sơ khai chưa được khai phá. Những ngôi biệt thự theo phong cách kiến trúc kiểu Việt Nhật được trang trí bởi chum, vại sành phủ lãng, gốm Bát Tràng tạo một khung cảnh hoài cổ, lại được ứng dụng theo phong thủy ngũ hành. Nơi này là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình, bạn bè hay doanh nhân với không khí trong lành, yên tĩnh và giàu năng lượng. Ở Zen Om ngũ hành, bạn có thể chọn một trong các loại phòng nghỉ hướng tầm nhìn ra không gian rộng xanh khoáng đạt, nằm trong biệt thự xinh xắn.